tiên vòng vòng nhà mình rồi. Holy shit, mình về mình đặt mèo mới được. Ôi chết 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 chết. Ôi bà Banda, bà đặt cái nông nó kìa. Ôi my god, ôi trời ơi trời, cái nóng than của mình. Ôi trời, châm than kìa. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, anh mới đang định châm than cái lửa trại của anh mà bây giờ anh bị cháy luôn rồi. Ui bực mình quá, bực mình quá, không chơi nữa, không chơi nữa. Đập 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 đập. Trời ơi trời, lỡ làm cháy đít mình luôn rồi. Đó, mọi người thấy không, mấy hôm nay anh Hút đang ăn Tết ở nhà anh Đến Hút nè. Mọi người ăn Tết có vui vẻ không mọi người? Mọi người comment cho anh Hút biết nha. Để vô nhà coi coi nhà mình sao. Trời đất ơi, nhà mình trống lóc luôn rồi. Mấy bạn biết tại sao nhà mình trống lóc không? Mấy bạn muốn biết tại sao nhà mình trống lóc thì chạy qua coi video của mèo nha. Mèo qua nhà mình phá banh hết trơn rồi. Dọn hết nhà mình lên nhà mình trống lóc. Tất cả là tại mèo chị Banda. Để coi coi hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy ta. Chị Banda chắc đang cho heo ăn, còn mèo thì đang làm cái gì vậy ta? Ui, mèo đang làm ruộng. Ồ, mấy bạn ơi, năm mới rồi mọi người. Năm mới thì mình phải tìm cách nào đó cho mèo với chị Banda thiệt là ác mới được. Tại vì á, mình á phải mở đầu ra mình cho mèo với chị Banda. Tại mình là cái food mà. Đó, mèo chị Banda đang làm cái quái gì vậy? Đó, mèo phải cúi làm ruộng kìa. Còn chị Banda thì cho heo ăn. Đó, biết ngay. Đây, 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 mọi người nhớ cái này không mọi người? Đó, mình đặt ở đây một cái nha. Một cái ở đây. Dạ, ở đây nữa mọi người ơi. Đó, và một cái ở đây. Đó, thì có hai người đang làm cái gì? Hai người vẫn chưa có hay biết các bạn ơi. Chị Banda, đây, 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 coi cái ruộng mới kìa. Rồi, đi ra đó nè. Đâu cho mèo chị Banda nè, cái lửa trại đó hai người bây giờ cũng ngoài đường đi đó. Ủa tất cả đường đi. Khoan đã. Mấy con heo này nó sổng chuồng nè mèo, để tôi giết nó dùm chắc nó đó. Đó heo à. Đến heo luôn. Heo con. Ui. Chạy mấy bạn ơi. Ô công nhận mấy hôm nay mình troll mèo dữ quá rồi. Mẹ biết cái gì không? Không chơi với tôi à. Được rồi, không chơi với tôi không? Không chơi. Rồi xong mèo luôn. Gà mà mày đặt xạo. Đá gà mày đặt ngu nữa kìa. Đập kiếm kim cương nữa kìa. Ôi đúng nước luôn nè. Nhìn lại cái đà đúng nước. Ôi chị Banda bà đập đầu mình luôn kìa mấy bạn ơi. À bà này bà láo lắm rồi. Được rồi. Hai người ở trên trời đó đi. Hai người lo xây nhà lại đi. Sửa nhà lại chị Banda. Rồi, được rồi, hai người nãy giờ mới giao quánh chết Hút đúng không? Được rồi. Biết cái sức mạnh của Hút quy lực ở nào khác đó. Đó, thấy chưa, nhìn là biết quy lực rồi nọ. Ở đó mày thấy chết xuống cái nhà này không được thôi. Kệ đừng bắn cái đó, bắn cái này nè. Đó, mẹo chị Banda nè, sẵn sàng hứng chịu cái cơn thịnh nộ của đứa Hút nha. Bắn vô nhà mẹo chị Banda đi. Ủa? Sao bắn ta? Bắn vô nhà mẹo đi. Cái súng ơi. Chạy ra, lỡ nó có nổ mình cũng có chết. Bum. Mẹo chị Banda chết luôn rồi. Wow, cái súng này mạnh thiệt quá bạn ơi. Quả là cái súng này dùng để phá thuyền cướp biển mà. Ủa bắn thì mấy cái nữa cho nhà mẹo chị Banda banh luôn đi, cho khỏi hai người không có xào nữa. Úp rồi, nổ nè nghe. Mèo quá rồi. Hai người banh hết trơn luôn kìa. Chị Banda lại phá máy. Kẹt. Cho mèo chết luôn. Kẹt thì chết luôn đi. Bùm. Trời ơi. Bắn cái banh nhà này. Ôi chết con heo luôn. À thôi chạy mấy bạn ơi. Mình đã phá banh nhà của mẹo chị Banda ngay ngày Tết luôn á bạn ơi. Quả thật là hôm nay mình thật là clip và rò quá đi mấy bạn. Anh Hút đã đập banh nhà của mẹo chị Banda luôn. Vậy cái gì? Quánh qua đi quánh nhau ạ. Quánh nhau lại hết rồi. Đó, chết ngắt thôi, lên xe giọt thôi. Giọt. Hôm nay công nhận mình quậy quá mọi người ơi. Công nhận mấy ngày Tết này phải quậy mẹo chị Banda vậy nè cho hai người nhớ mặt mình đúng không? Đúng là best food mà mọi người. Bây giờ mình chạy xe vô rừng luôn mới được. Đi qua bên trạm có trả thù thôi, tức quá rồi. Lấy giáp mọi người bị chìm vô ăn tấu vàng vô luôn. Ừ, làm mấy cái canh ông đồng đi. Bây giờ em sẽ qua bên đó trả thù. Điên đầu quá. Giờ em sẽ lấy TNT với nút đá đỏ ra. Em sẽ làm cho bánh nhà ông luôn, đổ tánh bánh nhà ông luôn. Trả thù giống hết dám qua nhà mình, phá nhà mình hả? Sát phòng 1, đi đẩy đi mèo ơi. Đặt tiên ti vào vòng vòng vòng. Đặt mấy cái súng. Đây. Ôi giờ mình đi mai đi, mùng 1 Tết nên đi mai không ta? Ôi mà nhà mình bỏ quên nữa, mình bỏ quên cướp kim cương ở nhà rồi. Ôi chết bà rồi. Mèo đặt tiên ti vòng vòng nhà mình rồi. Holy shit. Mình về mình đặt mèo mới được. Ô chết. Ôi bà Banda bà đặt cái nông nó kìa. Ôi my god. Chạy sao đây, nổ rồi. Nhà của mình. Ôi nhà của tôi. Ôi my god.
trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, vui quá đi. Các bạn ơi, mẹo với chị Banh đã trả thù anh Red Hood rồi. Bây giờ nhà anh bị mẹo chị Banh đã quýnh anh chành luôn rồi kìa. Holy shit mấy bạn. Trời ơi trời. Oh my god, cái nhà mất luôn cái giường rồi. Bây giờ anh Red Hood chết là không hồi sinh lại được luôn á. Oh my god, mẹo chị Banh thiệt là dữ dằn quá các bạn ơi. Hai người này giờ đã trả thù anh rồi. Chết 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 chết. Bây giờ nhà anh á không còn nữa. Bây giờ anh phải sống ở đâu đây ta? Thôi bây giờ mình đào vô hang đi, mình vô hang đi mai đi mọi người. Thôi mình đi mai đi mai đi mai đi, mình kiếm dụng cụ mình sống đi mọi người ơi. Chị Banh ơi, đặt cái nhà ông Hood không thấy một cái gì vậy? Lần này em với chị mà không đánh ông Hood chết đi sống lại nữa thì thôi luôn á nè, đi theo đường nước đúng rồi, không cấm nước này chị Banh đi lắm. Em chị kiếm cái này mà không cấm đánh được ông chị sẽ không còn là ba ta. Chạy lẹ mấy bạn ơi. Ui, giờ mình trốn trong hang mẹo chị Banh cũng ráng kiếm ra mình nữa các bạn ơi. Đây 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 đây. Ơi ơi chị mèo 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 mèo. Ui này chị Banh. Mèo 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 mèo. À mèo. Trời ơi trời, mình chết luôn rồi mấy bạn ơi. Công nhận mèo chị Banh dữ thiệt á. Mình cho anh mèo chị Banh có banh cái nhà thôi à, nhỏ xíu vậy thôi mà hai người cũng đáng dí em đập chết anh luôn mọi người thấy không. Bây giờ anh phải trốn ở đâu đây bây giờ ta? Chứ bây giờ mèo với chị Banh mà kiếm ra anh nữa, anh thề với mọi người mèo chị Banh là cái cây đập vô đầu anh cho anh chết luôn á. Rồi bây giờ mình trốn ở đâu ta? À đúng rồi, ở dưới biển. Hên quá, anh vừa chết rồi hồi sinh lại. Anh thấy á là nhà anh á là ấy lộn, anh thấy cái biển á, bây giờ nó sẽ trở thành nhà của anh chứ anh nói lộn đó mọi người thấy không. Ở biển sâu như vậy nè, anh nghĩ là mèo với chị Banh không phát hiện ở đâu, nhưng mà bây giờ mình xây nhà dưới kiến á, ở trong kiến mà dưới nước á, đó là mèo chị Banh sẽ thấy liền. Bây giờ anh nghĩ là chúng ta phải xây một cái nhà bằng tầng hầm bí mật ở dưới nước thôi mọi người, lúc đó mèo chị Banh mới không phát hiện ra được. Mà làm cách nào để xây được nhà bằng tầng hầm á, bí mật ở dưới nước á, thì mọi người hãy xem đây, anh Red Hood có một cái cách này có thể làm cho chúng ta có thể xây được một ngôi nhà bằng tầng hầm bí mật ở dưới nước nha. Rồi bây giờ anh sẽ đi mai cái đã. Ui mình không thể nào trở về cái hang đó mình mai được, mình phải mai bằng cái hang ở ngay đây đi. Đó ở đây nè, đó mình đào đại từ từ xuống như vậy nè, nó cũng sẽ có một cái hang thôi mọi người. Trời trời, nãy giờ đi mai nguyên một cái hang luôn rồi mọi người thấy không. Anh nói đúng mà, anh đào xuống một cái là sẽ có quá trời quặng trong đây luôn nè, thấy chưa. Nó mọi người thấy anh đi đào đúng cực khổ luôn. Ui kim cương nè, rồi thôi đào đào kim cương, khoan cắm đuốc lên cho sáng cái đã. Nó đào kim cương, đào kim cương, đào kim cương. Nó anh nói đúng mà, anh sẽ đi mai ra một cái hang có kim cương nè, thấy chưa. Nó đào 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 kim cương thiệt nhiều luôn. Mình nãy giờ mình đi đào mình được 17 kim cương và 11 khối vàng rồi. À ở đây có emerald nữa, mình đào luôn nha mọi người. Đây là những nhiên liệu mình cần để mình chế tạo ra cái nguyên liệu mà để mình sống ở dưới nước đó mọi người ơi. Đó đó, đào 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 ra. Xong, 5 emerald, 17 kim cương và 11 vàng. Không biết mình có đủ chưa ta? Thôi bây giờ mình trèo lên trên đi. Nè mình lấy ra mình chặt gỗ nè, nãy giờ anh đã quên chặt gỗ luôn rồi. Thôi, đi đào 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 trèo lên trên thôi nè. Chặt gỗ nè nó. Anh nói lên là lên là lên, phải chặt gỗ nhiều nhiều lên mấy bạn ơi. Xong, mình đã có 8 gỗ nữa, mình lấy ra rồi, mình làm thêm một cây gậy nữa nha. Rồi xong, bây giờ để mình về nhà thử coi, mình coi bàn chế tạo nhà mình còn không, mình sử dụng luôn mấy bạn ơi. Ui về nhà chắc mẹo chị Banh bây giờ đã bỏ cái nhà của mình rồi, tại vì mình đâu có ở nhà đâu, đúng không? Bây giờ chắc mẹo chị Banh đi ngủ rồi, chứ không có chắc là hai người bây giờ chắc hết giận luôn rồi, chứ đâu có thù mình dữ vậy đâu ta. Thôi về nhà, về nhà, về nhà. Ui về nhà, về nhà, về nhà. Trời ơi, có cái nhà kìa. Ui, chị Banh ơi. Ui, hai người đang làm cái gì vậy? Ui, 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 cái nông. Holy shit. Ui, ui, ơi nhà của mình. Ôi mèo bán bánh nhà mình nữa rồi. Phá nhà tôi hả Hood? Ôi mày có hai người này phá bánh nhà mình luôn rồi mọi người ơi. Trời trời, hai người này đúng tàn nhẫn luôn á. Tôi không có nhà mà cứ đi phá nhà tôi nữa hả trời. Trời hai người này. Chạy mấy bạn ơi. Ý là mình không có nhà mà mấy bạn thấy ông mèo chị Bala còn phá banh cái nhà mình cỡ vậy nữa. Chắc kỳ này á vừa đầu năm đầu tháng anh Hood Ton hơi mạnh tay hay cái gì rồi mọi người ơi. Bây giờ chắc mèo thù mình dữ lắm. Thôi mình chạy vô rừng luôn, chạy vô rừng luôn. Oh my god, cái nhà của mình kìa. Trời ơi trời, mình phá cái nhà của bà ít còn cái nóc nhà. Còn bà dứt lại cái nhà của mình kìa. Cái nhà của tôi giờ như cái chòi luôn, không bằng cái chòi nữa. Thôi tôi chạy vô rừng ở luôn cho rồi đi. Đó đó, hồi mặt hoang đã. Đây, mình phải làm cái bàn chế tạo đi. Đó, mình muốn làm cái gì, mình muốn sinh tồn trong rừng, ít ra mình cũng phải có bàn chế tạo chứ mọi người. Xong, mình sẽ trốn ở đây. Mình đặt một cái bàn chế tạo ra rồi mình sẽ chế tạo như thế này nè mọi người. Mình bỏ một cái gậy vô nha. Đó, cây gậy này có khả năng rất là tuyệt vời nha. Mình bỏ kia một cái gì là ngọc lục bảo vô. Rồi tới chính giữa là kim cương và cuối cùng là vàng. Đó, mọi người thấy không? Đấy là nó ra một cái gậy nhìn y như là cái gậy bình thường luôn. Ngoài việc nó dài hơn tí xíu thôi. Đây, mình sẽ cầm lên cho mọi người xem. Đấy chính là cái gậy quyền năng nhất mà mình từng được biết. Nó có khả năng tạo ra một đường đi ở dưới nước. Đó mọi người ơi, chết chết, tôi qua cây gậy tôi đâu rồi. Đó, chạy ra đây để mình chứng minh cho mọi người thấy như cây gậy này nó rất là mạnh, nó rất là tuyệt vời. Mình sẽ làm dùng cái gì? Mình sẽ dùng cái cây gậy này á để chế tạo ra một cái đường hầm ở dưới nước. Đó, để mình xuống nước mình sinh sống. U, có chiếc tàu cướp biển kìa. Thôi mà thôi kệ nó đi. Bùm. Đó mọi người thấy không? Nó tách nước ra nè và mình có thể đi xuống mặt nước nè mọi người thấy không? Đó. Nhưng mà đang đi như thế này ha mà nước bỗng nhiên nó dập lại cái. Đó, mình trồi lên. Oh my god.
không có nên vậy đâu. Thôi bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ nào nó vắng để cho mẹ chị Panda không có biết, và mình sẽ xây dựng một cái tầng hầm bí mật ở dưới nước nha mọi người. Ô đúng rồi mấy bạn ơi, đằng sau nhà của chị Panda là nơi mà mẹ của chị Panda sẽ không bao giờ để ý tới, đúng không? Mình sẽ ở đằng sau nhà của chị Panda, mình làm một cái tầng hầm bí mật ở dưới đây đi. Bùm đó, ở dưới nước này mọi người thấy không? Mình ra đây á, mình sẽ chế tạo một cái tầng hầm bí mật ở dưới này mới được. Ôi nước ơi đừng có dập vô nha, dập vô là chết tôi luôn đó. Rồi rồi mình sẽ đào ở đây đi, mình sẽ đào một cái đường hầm bí mật ở đây và mình chế tạo ra nó một căn hầm tuyệt vời luôn mới được. Ờ cái này đáng lẽ mình phải cầm theo cái kia chứ, mình phải cầm theo cái cây sản xuất thuốc cát chứ nọ, mình đặt ở đây. Rồi xong, mọi người cứ làm thì anh phút là mọi người sẽ thành công là chế tạo được cái tầng hầm bí mật liền luôn á. Rồi mình sẽ đặt bê tông dính ở đây nè mọi người, đây anh chuẩn bị sẵn nha, đó bê tông dính ở đây nha, nọ. Lắp lại. Rồi lắp bê tông dính lại, dặn mọi người biết sao không? Tầng hầm bí mật mà nó phải là bằng bê tông đúng không? Rồi mình sẽ đặt cát ở trên để cho mẹ chị Panda đừng có thấy đi, nọ thấy chưa? Một hồi nữa mình sẽ để cho tầng hầm bí mật mình đóng cửa lại mới được. Ờ còn mấy bước nữa là xong rồi. Đặt lên. Wow, mọi người thấy không? Anh Rước nãy giờ đi dây đá đỏ muốn khùng cái đầu luôn nè. Đó, nãy giờ anh chỉ mọi người làm nè, mọi người có nhớ chưa? Đó, thấy chưa? Anh làm rất là tuyệt vời luôn. Đây là tầng hầm bí mật của anh. Rồi, anh xây xong rồi mọi người ơi. Rồi, đá, lấy đá lắp lại. Đó, lấy đá lắp lại xong. Ở đây là anh đặt làm dấu nè. Đó, còn đây là tầng hầm bí mật. Mọi người hãy làm như anh Red Hood là mọi người sẽ sống được ở dưới nước thôi. Đây bây giờ anh thử nha. Nhấn cái nút lên. Bùm. Đó, tha cầu thang rồi, đó. Đây là tầng hầm bí mật nè. Bây giờ anh xuống đây xong, anh nhấn nút một cái, tầng hầm bí mật của anh sẽ đóng cửa lại và mèo chị Panda sẽ không giải được. Rồi bây giờ anh lấy đuốc anh gắn lên cho sáng mới được. Rồi bây giờ anh bắt đầu trang trí tầng hầm bí mật của anh nha. Rồi mình đã trang trí xong cái ngôi nhà của mình rồi nè mọi người thấy đẹp không? Đó, đây là lava này, còn đây là nước. Mọi người biết cái này dùng để làm gì không? Cái này mình dùng để tắm nè mọi người. Đó, mỗi lần mình mệt mỏi cái chung này mình tắm một cái là mình mát luôn. Còn cái này á là mình dùng để quăng mấy cái đồ mình không sử dụng nè mọi người. Ví dụ cái gậy phải không? Anh hút không xài hút quăng xuống đây. Đó, anh hút chế tạo hai cái này ở trong ngôi nhà kim cương của anh Red Hood. Mọi người thấy ngôi nhà của anh đẹp không? Mọi người thấy đẹp mọi người nhớ cho anh Hood một like nha. Và đây là tầng hầm bí mật kim cương của anh Red Hood. Bực nhấn một cái nút đó, đông xuống đó, và anh sẽ sống ở trong này rất là an toàn đó. Anh hãy chung lên đây anh ngủ vào buổi tối nè. Rồi xong, ở đây khi anh muốn ra ngoài anh sẽ nhấn một cái đó, mở ra ngoài. Rồi xong đi ra ngoài và nhấn nút này là anh sẽ đóng lại. Mọi người thấy đẹp không? Ở đây là anh để cái cục này bằng vàng là để cho dễ biết nè mọi người, để cho dễ nhận biết, nhưng mà mẹo chị mình đã cho không để ý đâu. Và khi anh Rước muốn lên bờ thì mọi người hãy dòm đây, đây là cái gãy sức mạnh này nha. Ui boom. Rồi xong, mèo với chị Panda sẽ không bao giờ biết được là anh đã có một ngôi nhà bí mật ở dưới nước. Mọi người đừng nhớ là, đừng có nhắc cho mèo chị Panda biết nha. Chị với chị Panda mà biết á là chắc là ngôi nhà của anh Red Hood cũng banh giống ngôi nhà đằng kia luôn á. Thôi để bây giờ mình về nhà mình coi thử mèo chị Panda có hết giận anh Red Hood chưa cái đã. Ui, hai người làm cái gì vậy ta? Ui, hai người đang ngồi làm cái gì đó vậy? Chị Panda ơi, mèo em lắc cái này lại đi, lắc cái đường trước cửa nhà mình lại trước nè. Ôi trời, mẹ ơi cái vậy? Bên lệ đi, lắp ở nhà trời nè. Ôi phạm Red Hood, nếu ra đầu thú sẽ được tha. Oh my god, mẹo chị Panda nghĩ là mình ra đầu thú là hai người sẽ tha cho mình kìa. À được rồi. Muốn ra đầu thú gì vậy? Để tôi đầu thú cho mà thấy nè, bắn ban nhà của tôi rồi còn muốn tôi ra đầu thú nữa hả? Đó, lo làm đi, lo làm ruộng đi, đang xây nhà lại nữa nè. Đây nè, đang xây nè nghe. Đang xây nhà đúng không? Đó. Bắn mau lên, Boom. Anh chết con heo luôn. Kìa, gì nó vậy? Chị bên đây gì vậy? Thấy nhau cái gì vậy? Ôi mẹo chị Panda không biết mình rồi, thôi bây giờ mình mở đường dưới nước mình chạy về nhà nè mọi người. Ui đường của mình đâu rồi, nhà của mình đâu rồi? Đâu nhà của mình. Đây là đường vô nhà của mình nè mọi người. Ui rồi mở đường rồi, chạy vô. Tốt rồi. Thôi chung vô. Đó, mở ra. Chung vô. Nhấn nút rồi, đóng nước lại. Boom rồi, mọi người thấy không? Nước đóng lại một cái là anh Red Hood đã chung vô nhà một cách an toàn luôn nè. Đó. Thôi bây giờ anh Red Hood sẽ trang trí cho nhà của anh Red Hood nữa thôi. Mèo với chị Panda tuổi gì mà kiếp được Red Hood? Hai người đúng gà luôn đúng mọi người. Nước cực kỳ luôn. Hai người gà cực kỳ, không bao giờ mà biết được mình có cái tầng hầm ở dưới nước này đâu. Đó, mọi người cho mọi người thấy độ giàu có của Red Hood nha. Boom, kim cương cả đống luôn. Đây là kim cương bí mật của Red Hood nè. Boom, vàng cả đống luôn. Anh Red Hood đúng giàu luôn á. Mẹo chị Panda gà thiệt gà đúng không mọi người. Thôi bây giờ mình nằm mình ngủ một tí thôi. Còn chiều mình thức dậy mình còn đi cho anh mẹo chị Panda nữa mới được. Ơi, ngủ mới được. Rồi. Trời ơi, tức quá đi thiệt chứ. Hồi nãy chị Panda thấy đảo giảng đâu đây. Chị không chạy được nào vậy sao? Ôi, có khi nào ông chèo hiệp đi qua mấy cái bé biển bên kia ông sống được không ta? Tức thiệt luôn. Mình chèo hiệp đi Panda. Ủa, nổi điên quá đi à. Ờ đúng rồi. Cái khai nằm này bắn là cho đỡ tức mới được. Tức quá đi.
trời ơi kiếm không được không hết. Kỳ này ông bố ông già làm chết với em mới dán kháo thị là vừa hai lỗi cho ông. Ai ngờ đâu ông già ông trôn nhà mình nữa. Tới kiệt cái biển thì tôi bắn cho bánh cái biển luôn. Thôi đồng gia đây chưa? Tới kiệt cái ông đâu rồi, mau ra đây mau. Ui bắn hết, bắn hết, bắn cho bánh nguyên cái biển luôn. Nhiều đi mèo, nhiều nhiều lên. Để chị bơi cái cây có không? Ừ chị bơi là không tí thấy tí mèo ơi. Không thấy. Ừ, cái gì vậy trời ơi trời. Ơi. Ui. Ui. Hình như có tiếng gì đó mấy bạn ơi. Ui ai đặt tim đi gì vậy ta. Thôi để mình chạy ra mình coi thử coi. Ui. Ui mèo chị bên đây đang làm trò gì đây. Khoan khoan trước khi mình chạy ra lắp cái nào mọi người. Lắp lại lắp lại lắp lại. Không nước vô trong nhà của mình. Lắp lại luôn nọ. Bây giờ mình phải chạy ra mình coi thử mới được. Thôi mèo chị bên đây đang làm trò quái gì mà phá nhà của mình vậy ta. Ui lắp lại xong. Mở ra nước vô nước vô nước vô nước vô rồi 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 bây giờ mình nhấn cái nút này cho đóng cửa lại mới được đóng cửa lại đình. Rồi hai người đang làm cái gì vậy ta trời ơi ồ bắn hết đi bắn hết đi bắn hết đi holy shit đúng rồi các bạn thấy không ôi mẹo chị Benda đang cố gắng phá nhà mình đó bạn ơi. Thôi cái này là mình lấy độc thì độc đó mẹo ôi xin nhà lại được. Oh my god mấy bạn vừa nãy bạn thấy không? Trời ơi trời mẹo chị Benda bây giờ á là rất là thù mình á. Bây giờ hai người đang tìm cách phá cái nhà của mình nè. Trời ơi trời. Oh my god mà thôi ơi. Thôi mấy bạn ơi. Anh Red Hood nghĩ là có lẽ anh Red Hood quả thật là đùa hơi là quá đáng rồi đó mọi người. Bây giờ á anh nghĩ là anh sẽ ra xin lỗi mẹo chị Benda và anh á cho mẹo chị Benda tận hầm này đi. Chứ bây giờ hai người đó đang tức quá trời tức rồi. Anh mà ở trong đây hoài hai người mà kiếm được anh thì hai người quýnh anh chết luôn á. Hai người nghỉ chơi với anh thiệt luôn á mọi người ơi. Rồi mọi người thấy không? Hai người bắn ở trên mà ở dưới này anh kìa giật luôn kìa. Mất máu anh luôn rồi kìa thấy không? Đó đó, bắn mất máu anh đấy hút luôn rồi. Thôi bây giờ để mình ra mình đầu thú đi mới được. Ra đầu thú ơi ơi. Tôi sợ lắm rồi mèo chơi, mèo ơi, tôi sợ mèo rồi. Bây giờ mèo chúng ta hãy tha lỗi cho tôi đi. Thôi để mình đào đào ra đào ra đào ra. Oh my god, oh my god, oh my god. Hy vọng là hai người sẽ tha lỗi cho mình. Ui ghê quá đi. Thôi lắp lại bắt công mình hầm vô nước là khổ lắm. Thôi đào ra đào ra đào, đào cái này ra. Yes. Rồi hết mình hầm ra. Mở ra mở ra. Đó mở ra mở ra rồi mở ra rồi. Ô mày ơi tôi đầu hàng rồi. Tôi đầu hàng rồi. À đầu hàng hả? Holy shit. Chịu chưa hiểu. Em chạy thật dài cái bãi biển này. Nếu mà trước sau thì mình cũng đắp thanh cái bãi biển này thôi à. Tôi đầu hàng Thôi thôi mèo ơi mèo ơi. Mèo với chị Benda ơi tôi chịu thua hai người rồi. Chịu thua hai người rồi. Thôi hai người tha lỗi cho. Ủa? Tôi đi. Sao tôi đi không chung lên là sao? Tôi có một cái bí mật như thế này mà hai người hứa là phải tha lỗi cho tôi đi. Tôi sẽ tha. Không có. Tôi sẽ cho hai người biết cái bí mật của tôi và tôi không có quậy hai người nữa. Ok. Đúng rồi. Đưa đít nè, hai người đánh đít đi. Ây da. Rồi. Tha lỗi đi. Tha lỗi đi. Thôi mẹo chị Benda tha lỗi cho tôi đi. Tôi sẽ đổi cho mẹo chị Benda một ngôi nhà mới. Đúng rồi. Và cái nhà của tôi chị mới tha. Cái gì mới được nữa. Chứ mèo cũng vừa gì mèo cũng phá banh nhà của tôi. Ủa ai phá cơ? Ai phá cơ? Thôi thôi lỗi là của tôi. Vậy bây giờ hai người tha lỗi cho tôi đi rồi tôi sẽ đền cho hai người ngôi nhà mới được chưa? Dạ ông đền nhà mới đi rồi cái chuyện tha lỗi tính sao? Rồi được rồi. Đây mèo đứng đây đi mèo đừng có bắn nữa hư nhà của mèo á. Ngã tôi đầu dưới đó mà hư. Từ bây giờ mèo ngưng bắn đi. Trời ơi bắn thì muốn hư cái nhà người ta luôn rồi. Này nè. Nè bây giờ mèo chị đang đứng đây nhìn tôi nè nghe. Rồi từ từ. Đó ngôi nhà là ngôi nhà dưới nước chứ không phải ngôi nhà trên bờ. Đi xuống này. Ủa sao không bắn xuống ngôi nhà? Đừng có vô. Mèo chị Benda lại đây. Lại đây mèo. Lại đây. Sao vậy? Đó đây là ngôi nhà mới của mèo chị Benda nè. Tôi đền cho mèo với chị Benda ngôi nhà này nè. Rồi đập cái này ra. Đó. Cái này á dùng để chặn cho nước không có chạy vô đó mèo. Rồi xong. Sao anh xây được cái nhà dưới nước mà không bị nước ngập vô đảo vậy? Thì tôi có cái gậy này nè. Cái gậy này là cái gậy phép thuật cái có thể tách nước ra được cái mèo. Đúng rồi. Nè mèo bây giờ á, mèo hãy sử dụng cái cây gậy gì là sử dụng cái đề mèo đập bể gỗ ra nó. Đây ơi. Là nhà mới của mèo nè, thấy chưa? Kim cương à. Mèo mở rương ra đi. Đó, kim cương không? Bên đây là vàng nè. Rồi. Bây giờ mèo chị Benda hãy tha lỗi cho tôi đi. Tôi đã xây được tầng hầm dưới nước rồi đó. Nhấn cái nút này là cánh cổng sẽ đóng lại nè. Đó, thấy chưa? Đó, đóng lại rồi đó. Rồi bây giờ mèo nhấn nút đi. Cổng sẽ mở ra. Đó. Đó thấy chưa? Đây là tầng hầm bí mật kim cương đó. Đâu? Bây ở trên mày có cái nút không? Mèo gắn cái nút vô đây đi. Hồi nãy cái nước nó đóng là nước cái tôi và cái nút rồi mèo ơi. Để tôi làm cái nút cho. Rồi xong. Rồi mèo tôi có cái nút rồi nè. Rồi xong. Mèo gắn cái nút vô đây. Rồi nhấn vô một cái là tầng hầm sẽ đóng cửa lại. Nè từ từ nhấn vô đi. Trời ơi trời. Ủa sao cái nút bị lẹt rồi? Cái nút bị đè vô trong luôn rồi. Từ để tôi. Rồi nhấn vô. Rồi. Ôi ui. Đó tầng hầm đóng lại đó thấy chưa? Rồi nhấn một cái tầng hầm mở ra. Đó thấy chưa?
mèo chị Panda có hài lòng với ngôi nhà này không? Ủa nước để tắm đi hả? Nước để tắm đi, nước để tắm ra. Ôi đây là nguồn nước sạch của ngôi nhà của tôi đó. Mèo tắm xong rồi chị Panda qua đây tắm cái này nè chị Panda đó. Chị Panda tắm rồi đó. Tắm vô, tắm vô, tắm vô, tắm đi. Dạ, dạ, dạ. Không, không. Bây giờ á, sau khi làm xong ngôi nhà này rồi, tôi muốn giao cho mèo cái cây này nè. Cái cây này là cái cây á kho báu của tôi luôn đó mèo ơi. Đây đây đây. Trèo lên đây, đóng cửa nhà lên trước. Đóng cửa nhà lên trước. Rồi, đóng cửa lại. Đó, đóng lại hết rồi chưa? Lên đây. Tôi sẽ cho mèo coi sức mạnh của cái cây này nè nha. Đó, hai người trèo lên hết chưa? Lên rồi. Mẹ lên chịu đây. Rồi. Bùm. Đó. Xong. Nên cho mèo nhà mới rồi đó, bây giờ mèo chị Panda vô nhà mới đi. Rồi. Bây giờ mèo đã tha lỗi cho mình rồi. Trời ơi đó, đường của mèo đó mèo ơi, mèo vô nhà đi. Ok, thì hôm nay anh Red Hood đã đền cho mèo một ngôi nhà mới rồi. Tại sự thật là anh có hơi quá đáng. Anh đã phá banh nhà cho mẹ chị Panda vào ngay ngày Tết luôn rồi mọi người ơi. Và nếu mọi người xem video này mọi người thấy là anh Red Hood sai á, thì mọi người hãy nhấn like cho anh Red Hood nha, tại vì quả thật là anh sai thiệt rồi. Và mọi người nhớ là subscribe cho mèo chị Panda nha. Tụi chim này cho mèo chị Panda ác quá. Thôi, bây giờ chắc có lẽ là anh phải tìm cách là sửa ngôi nhà này lại thôi mọi người ơi, chứ để không mẹ chị ra ở ngoài nước hoài luôn á.